Đúng rồi. Cảm ơn. Đúng rồi, thử gì anh? Cảm ơn. Đúng rồi. Cảm ơn. Đúng rồi, thử gì anh? Thử gì anh? Đúng rồi. Mù. Đốt đè thử dây. Mù. 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 Đốt đốt đè thử dây. Thử dây đức. Thử vi. Đốt đè thử dây. Chữ mù. Bây giờ có biết là gì? Vui. Yeah. Để lại cho mình là biết nha. Yeah, là chữ A. A chào 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 ấy. Giờ yeah. Đây chữ đường ấy. Yeah. Yeah, xó xó này đi nha. Yeah. Yeah, biết không xó xó ấy. Đây là ăn là sáng sáng này. Mày đi mời cho ngon nhá. Mẹ nó ăn xong rồi là ăn cơm. Bà nhưng mà với anh Tài mà phải chạy đấy nhà rồi à, đúng không nhà đâu muốn cá rán này, tư su luộc này, trứng này, thịt này, cái gì làm nhé đấy, cái gì đây, tôi đi lại chơi với anh Tài để mẹ nấu ăn xong nhé, lại đây nhé, anh Tài đi mà nhé. Chữ bầu và căng nó vài. Đấy, đi nha, đấy là chữ bầu. Phải căng vài đấy. Đấy à. Thế này là chữ bầu và trời. Căng vài đi nha. Đấy. Đấy, chữ trời. Ngồi được nhẹ nhé. Lại ngồi được nhẹ, tay dưới tay thôi. Này, tạm bao này.
quay đấy. Cảm ơn quay đi. Đây, đi lại nhá. Ở đây rồi mẹ. Anh Tài này. Con gì? À, đúng rồi. Đây, cái rô mà. Xin mẹ đi. Xin mẹ. Ừ, đúng rồi, để mẹ lấy đồ ăn đi nhá. Ui, trứng rồi này. Mẹ lấy một thịt rô của anh. Này. Này. Anh Tài ăn cho nó xúc đi. Này. Rô mà. À, cho mẹ lấy thịt xúc ăn nhá. Ăn su su nè. Con ăn đi. Đi ra này. Cho mẹ lấy thịt xúc ăn luôn. Ăn đi. Đi ra này. Này, cầm thịt xúc này là nó sạch nha. À, nó múc tay vậy. Mà tay đâu, ô sao có múc tay vậy? Thìa à, đây này, cầm xúc cái này nhá. Na thìa. À đúng rồi, Na con cầm thìa, đúng rồi, con cầm thìa đi đây cho Na. Tay bướm. À đúng rồi, đấy, Na cầm thìa dưới, đúng rồi. Cầm ăn đi. À nóng rồi, nóng rồi. À nóng, à. À, mặc một thối nữa cho cho Ma nè. Đây này, con. Nha. Con đấy nguồn đâu? Này, con ba. Con cám. Đi nào ăn cám. Lấy đi cám đi nào nha. Để cho sạch sẽ nha, cầm trứng này. Đấy. Ý, giờ mà chúc thiệt được con. Nó xúc tiền đi. Cám. Ồ, con lấy thìa xúc rồi. Đây, con ăn đi. Xúc thìa đi. À, đúng rồi, chính không? Rồi, đây, xúc quá. Anh Tài ăn rồi nhỉ? Ngon không? Ngon không? Đi ăn đi. À, mới ăn xong rồi, ăn sau nhá. Mà ăn rau củ nhé. Con ăn đi. Chúng ta ăn sau rồi. Ngon không? Ngon ạ. Ừ, đồ đi ngon quá. Ừ, rau này. À, giờ mà con xúc ăn đi. Rồi, giờ mà ăn dưới nhỉ. Đi nào ăn dưới. À, hái lên nhiều đi nha. Ăn cá à? Đi dạ, dạ, ăn đó. À, lấy cá rồi đi nào. À, đây. Con xúc có trời không? Ồ, rồi mang rồi quá, đi ăn đi. Bé con xúc hết một cái rồi. À, anh ta ăn dưới. Rồi, Na, xúc cái này. Thì Na thích ăn trứng. Này, rau này. Hử? Na thích ăn rau mấy. Trứng à. Rồi mang ngồi xúc ăn đây, xúc ăn đi. Vâng. Làm cá mẹ lấy cá đi nào nhá. Cá nhỉ? Rồi mà ăn bô rồi á? À, rồi mà ăn nốn dậy rồi. Nên ăn đi. Đi mà ăn cũng chắc cũng nô đấy. Nhớ con không? À, ăn rồi nhỉ?